Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp Touring Java MPR, hoặc là dòng xe đạp khung nhôm và là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý. Thì chiếc xe được sử dụng bộ chuyển động là bộ chuyển động của Shimano với 8 lít và hai đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Đấy, hôm nay về một chiếc xe đạp tông màu đỏ cực kỳ là đẹp. Nó có thể nhìn trên hình. Toàn bộ tổng thể chi tiết xe, nước sơn nguyên bản. Và xe thì cũng còn tương đối là đẹp, vẫn cái lớp sơn nó vẫn rất là bóng bẩy, chỉ có là những cái vết xước nhỏ do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi. Còn từ chất lượng khung rồi bộ chuyển động các thứ là còn rất là mượt mà, cực kỳ là tốt. Tông màu đỏ rất là đẹp, đến từ thương hiệu Java, một cái thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng của Ý. Sử dụng bộ chuyển động Shimano các bác nhé, của Shimano với 8 lít và hai đĩa đạp, cho xe có 18 tốc độ khác nhau, đùi đĩa cũng là của Shimano luôn. Thành bánh 700C. Mayer Zoytec. Ngàm phanh 3 mảnh, sử dụng phanh 3 mảnh. Đến phần ghi đông của xe thì xe được sử dụng bộ ghi đông cong và tay bấm xả cũng là sử dụng của Shimano. Tay bấm xả của Shimano và phanh cơ phanh 3 mảnh. Ngày trước thì sử dụng là bi vòng bạc đạn các bác nhé. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m76-77 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano 8 lít và hai đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Xe thì đang được bán bên em mức giá là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bỏ lại bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.